Ok, và xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì mình sẽ mang đến cho anh em một cái đội hình cực kỳ mạnh ở cái meta hiện tại. Đó chính là đội hình Đồ Long kết hợp với Olaf nha anh em nhá. Ok, thì khi mà anh em chơi Đồ Long thì chắc hẳn cái nhân vật chính khả năng cao là anh em sẽ dồn đồ một trong hai con. Một là Dyna, còn hai là sẽ là Olaf. Trận này thì cũng như thường lệ, mình sẽ dồn hết những cái trang bị cho Olaf. Và ba trang bị ở cái trận này thì mình sẽ cho nó một cái cung xanh, huyết kiếm và một cái vô cực. Combo kiểu như là hồi máu, giảm giáp và sát thương kinh khủng. Ok, đầu game thì hơi bị ân hành một chút, tại vì mình cũng đang muốn cho cái con Olaf của chúng ta nó nằm xuống một vài lần để cho nó kích hoạt được cái nội tại, là cái kiểu vinh quang của nó ấy. Sau mỗi lần nằm xuống ở trong một round thì nó sẽ được tăng thêm sát thương. Đấy, cho nên anh cứ feed Olaf ở đầu game nhá. Uầy, cắm trại tướng Đồ Long sẽ nhận thêm 8% sát thương mỗi khi họ xếp vào cùng một ô. Cùng một ô là như nào? Cùng một ô là xếp trụ 5 trụ 7 lại à anh em? Hay là như nào đây? Hay là giữ nguyên như thế này? Cùng một ô à? Nó kiểu như là đây. Làm nóng à? Làm nóng phiên bản cắm trại à? Nhưng mà cái này thì nó bắt buộc là đứng cùng một ô thì mới được buff hay sao ấy anh em ạ. Vậy nên là chúng ta cần phải cân nhắc xem là cái con Olaf của chúng ta nó đứng ở vị trí nào mà nó phù hợp. Kiểu anh em không được di chuyển cái con Olaf này từ đầu đến cuối game luôn. Di chuyển vẫn được thôi nhưng mà nó sẽ mất đi cái stack của cắm trại. Đây là một trong những cái lõi mà mình cảm thấy như là nó rất là mạnh khi mà anh em sử dụng Olaf với cả Đồ Long như thế này. Mà cái bài Đồ Long này thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em chơi một cách làm sao cho nó tối ưu và nó sẽ cần hết mọi đội hình luôn. Thường như hiện tại là sẽ có rất là nhiều anh em chơi mấy cái đội hình như là Pháp Sư đúng không, Tứ Long các kiểu. Đấy, đây anh em thấy không, chuyển sang bên này thì mất hiệu ứng, còn xếp lại thì nó sẽ có cái hiệu ứng kiểu xung quanh nó bao tròn lại anh em ạ, thấy không. Thế còn Broom thì đấy, xếp chụp lại như này thì không được, xếp giữ nguyên một vị trí thôi anh em ơi. Rồi mất cái hiệu ứng ở dưới đất này, dưới chân nó anh em ạ. Anh em thấy con Nai không? Con Nai thì nó có hiệu ứng nó rõ rệt hơn so với con Olaf. Ui xời, nhất là hiện tại có rất là nhiều anh em chơi kỵ sĩ thì đây là một trong những cái đội hình cần được mấy thanh niên kỵ sĩ châu chó và hầu hết những cái đội hình mạnh ở cái meta luôn. Anh em nào mà yêu thích cái series đội hình cao rank như thế này nữa thì hãy nhớ comment để mình có thể ra thật là nhiều cho anh em xem về những cái đội hình phá cháy giúp cho anh em cao rank cao thật là nhanh chóng nhá. Đầu game thì thua không sao cả, Olaf chúng ta sẽ được fit mà, chơi chiến thuật Olaf fit to win. Đấy, được chưa anh em? Còn đi chợ với từ vàng thì anh em không thể nào mà lắp được ấn Đồ Long hay là ấn chiến binh, cho nên là cũng không đừng có lấy. Trước đây thì có một cái meta đó chính là Olaf phiên bản sát thủ, thì anh em có thể lấy thìa về cho Olaf cũng được. Nhưng hiện tại thì ấn sát thủ đã bị xóa bỏ thay thế và đấy là ấn thủy long, cho nên là chúng ta cũng không lấy thìa làm gì cả. Nhưng mà chơi cái đội hình của chúng ta nhá, đội hình Đồ Long nhá. Ok, với đi chợ lần này thì có một con Olaf cầm một cái BF thì mình thấy là mình sẽ nhặt đầu về cho nó dễ lên 3 sao hơn. Ô, con Lux Luxury. Và đương nhiên rồi, tỷ lệ roll Olaf thì mình nghĩ là nó vẫn phù hợp nhất ở level 7. Hầu hết những cái vị tướng 3 tiền thì mình nghĩ là chơi level 7 là an toàn nhất. Thì anh em sẽ level 7 chúng ta sẽ có được 4 Đồ Long này. Đấy, còn chút nữa mình sẽ bỏ đi Thượng Long và kẹp thêm chiến binh hoặc là một chút sát thủ. Ok chưa? Chẳng hạn như thế này mình sẽ có thêm Pháp Sư này, nó ngon hơn, thêm một chút sức mạnh.
hiện tại nó cũng có một cái meta, đó chính là meta Seraphine nữa. Nhưng mình thấy là cũng không thể nào mà khắc chế được cái đội hình cái Olaf của mình đâu. Team mình đi, Olaf này sẽ rất mạnh về cuối game. Nếu như mà chúng ta có những cái loại công nghệ kiểu như là huấn luyện chiến đấu đấy, mấy cái lõi đấy, mà cái lõi cắm trại này thì giống kiểu như là sinh ra dành cho những con đồ long rồi, cho nên là bắt buộc phải lấy nhá. Round này thì Olaf của ta không phải nằm xuống, cho nên là cũng không fit được một round nữa. Không sao, thắng được thì ngon mà thua thì cũng càng tốt. Black 2 sao à, bạn này kim long. Nhìn qua cái đội hình ống tóc bét nhìn mạnh thế mà là ít máu nhở. Monster và ngân sang Snoop Bob Senna ghê gớm quá. Anh em trận này đánh rất là hạt co này, mình thì với con Olaf ghê và đội hình thượng long level đầu game. Đây chúng ta gặp đối thủ ở level 7 cũng chơi Olaf luôn sao. Bạn lại chơi đồ long mà lại kẹp rồng như thế thì rất là sai, nó sẽ không được hưởng hiệu ứng của đồ long. Phê quá, quá phê. Lúc này có thể mình sẽ bị thua nhưng mà không sao hết đâu anh em. Mấy cái round như này thì thua cũng được mà thắng cũng càng tốt. Ok, bạn này khéo xoay sang ám long ấy. Có gì đây, cũng không chờ đợi gì nhiều ở ba thượng long. Uầy, Olaf quá là ngon. Khi mà chúng ta sử dụng cái lõi cắm trại này thì bắt buộc phải giữ lại một ô như thế này rồi. Nó hơi bị gọi là bị gò bó một chút, nhưng mà đổi lại thì sức mạnh nó sẽ rất là khủng lồ. Nếu anh em như mà thấy cái vị trí này nó bị ấy quá, nó bị kiểu như là khắc chế quá, kiểu như anh em chơi cái vị trí đấy hất tung hay là xếp được bị thường tay thì nên gọi là bỏ đi một chút thời gian giúp cho Olaf của chúng ta nó tích lại sau 4 round. Nhưng mình thấy là cái vị trí của Olaf của mình hiện tại là cũng phù hợp rồi. Mình đang cố gắng roll tìm Olaf 3. Và những cái loại trang bị này thì có thể mình sẽ lắp thêm một cái giáp lửa không nhỉ? Làm nhẹ cái giáp lửa như thế này đi. Ok. Ai đây? Đó chính là Kensuzumi. Bạn này thì chơi pháp sư thượng long xạ tiễn, khả năng cao là tình chơi xạ tiễn thượng long rồi. Có con xanh ra 4 vàng chất lượng này kia mà không chơi. Nhưng mà anh em cùng nhìn xem, Olaf của chúng ta nó đang mạnh lên rất là nhiều lần. Sau một vài lần fit thôi nhưng mà đam của nó rất là khủng hoảng luôn. Qua đã. Lõi thứ 3 xem là lõi gì đây. Oh, hiệu đồ long này. Vậy là chúng ta sẽ có thêm một thanh niên ở trong trại nữa. Cho vào trại luôn, thằng nào vào trại đây ta. Thế anh em thì mình nên cho thằng nào vào trại. Ban thế không đi nhở. Như thế này thì chúng ta sẽ có được 3 chiến binh thôi, nhưng mà cũng thay dần đi là vừa. Chúng ta sẽ tìm thêm một cái con ấy nữa, cho thằng ban thế không vào trại nhé anh em, nhìn nó ghê gớm quá. Như này thì chúng ta sẽ có được 5 đồ long. Như thế này à, đồ long Dyna đang bị dư một con đồ long anh em ạ. Như thế này đi cũng được. Mình thì mình đang gọi là đang cố gắng luôn tìm con Olaf 3 sao sớm hơn đấy. Rồi, ngân giang với con Manfai rất trâu nhưng mà mới chỉ 1 sao thôi. Và có vẻ như ngân giang không roll ra được Kai'Sa 2, quá nhỏ cho ngân giang. Và đen như thế này thì mình nghĩ là khả năng cao sẽ bị top 8. Level 7 còn có 10 vàng duy nhất thôi. Đầu hàng luôn rồi. Biết không thể nào mà dãy dụa được. Gần hết tiền mà không ra nổi Kai'Sa 2. Mà lõi cũng rất là đẹp, kiểu nguyên tố luân, chiến lợi phẩm Kai'Sa đồ cũng ngon phết rồi.
Nhưng mà chẳng qua là đen với cả nhiều người chơi quá. Ui, cái ra ở bên nhà mình đây. Tích qua đây tôi cho đúng không? Johnny 2. Mà hai con Johnny 2 rồi à? Collab răng bơ này. Ngộ không 2 có cả đề dai à? Đề dai thì thêm anh em chúng ta có kẹp vào được không? Chắc chắn là sẽ không được. Tại vì chơi đồ lòng thì anh em đừng có mà kẹp ra ông. Ok. Rồi Bùi Huyền à, hay à. Bùi Huyền thì có Z 3 sao, Natsu 3 sao, Leona 3 sao. Nhìn qua là khá nhiều 3 sao. Nhưng mà 3 sao á, tôi là có 3 tiền ở đây thì sợ gì 3 sao anh em ơi. 30 sao còn không sợ nữa. Ok. Ui, Olaf băm kìa. Mới Olaf 2 sao thôi anh em ơi. Mà sát thương của nó rất là khủng hoảng. Tại vì được tăng thêm cả sức mạnh từ cắm trại nữa. Cho nên là ghê gớm lắm. Yasuo cầm thìa. Có tận đến 3 cái thìa ở phiên đi chợ lần này. Mình không biết có nên lấy hay không đây. Mình thì chắc sẽ không lấy thìa đâu anh em. Lấy thìa thì không lắp cái gì thật luôn ấy. Không thể nào mà lắp được cái gì luôn. Mình sẽ lấy Zoe cho nó nhiều tiền đi. Ok. Tại vì không lắp được ấn chiến binh với cả ấn ấn đồ long cho nên được chê. Còn tương đối nhiều con Olaf nữa thì chúng ta mới lên được 3 sao. Tạm thời thì mình sẽ cho tạm Zui vào đây đi. Gravet. Oh, 6 Olaf. Trước đây thì anh em mình có thể gọi là chơi được cái phong cách là chơi hai Olaf cùng một trận đấu. Sau đó thì anh em mình sẽ tích cái lượng stack cho nó. Và sau đó nó lên được 3 sao thì nó sẽ cộng dồn lại. Nhưng mà hình như cái đấy nó lỗi quá cho nên là bị fix rồi. Fix gấp. Oh, con Pan này hiện tại cũng đang rất hot meta này anh em này. Nhưng mà anh em cùng nhìn xem là Olaf của mình nó làm cái gì đây. Nó cân hết luôn, không sợ bố thằng nào luôn. Nó tỉa một phát anh em ạ, tỉa một phát chết luôn, gần gần chết con Zyra. Bên con Zyra ghẻ bên kia, con Zyra bên này thì có Zoe nó cover. Khó chịu nhờ. Nhưng mà dù sao thì cũng có được một cái tiềm năng rồi. Tiêu diệt được Kompan kia thì tôi thấy cũng gọi là rất mạnh rồi đấy. Chút nữa anh mình cố gắng lên con Olaf 3 thì siêu khỏe. Ao xin level 7 à, trời ơi. Cái lúc anh em mình chơi thì Tú Long ấy không bao giờ ra đâu. Mà đã có những cái lõi mà anh em chốt bài như thế này rồi ấy, thì mấy cái con kiểu như là Terra với cả Zhon và con Ahri Ahxin các kiểu ấy, nó đập vào mặt anh em luôn. Kiểu gì ấy, game dạng này kiểu gì ấy. Rồi, bóp Senna này. Ngôn từ hơi nhạy cảm mình sẽ không đề cập. Ui, con Gray khá chất lượng nhưng mà chúng ta cùng xem một màn solo giữa Gravett và Olaf 1-0 dành cho Gray. Đúng là một vị tướng 4 tiền thì khả năng nó sẽ nhiều máu hơn, sức mạnh nó cũng ra gì. Nhưng mà cái sức mạnh của con này nó sẽ có giới hạn. Đúng không anh em? Gray sẽ có giới hạn. Mà kiểu như kích full hệ hết, kích đội hình 3 sao hết các kiểu thì cũng sẽ có giới hạn, tại vì Olaf của chúng ta nó là vô hạn sát thương. Đây rồi, ấn ấn đồ long này anh em này. Anh em lưu ý cho mình là cái khu mà hỗn hỗn mang thần long như thế này ấy là khả năng cao là chúng ta sẽ đổi lại có ấn. Đấy. Và đương nhiên rồi, 6 đồ long trong tầm tay. Công việc còn lại của chúng ta là roll tìm Olaf 3 sao và giành ngay cái top 1. Đấy. Cái gì chưa? 6 đồ long thì tôi nói với anh em là không sợ bố con thằng nào luôn. Mùa này là mùa rồng đúng không? Trời ơi, mấy con rồng thì cắn thằng Olaf của mình á, như kiên cắn. Như kiên cắn inox. Thì tại là mình đã có được 6 con rồi.
Cố ba con nữa thế nào? Đây. Họ sẽ gây thêm sát thương với sát thương. Ồ, quả này thì con Matheon nó kiểu như là tanh trâu này, Bloom tanh trâu này, còn tăng thêm 100% sát thương nữa. Quá đã. Bạn nào mà đang xem thì nhớ để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình nhiều hơn nữa nha, để giúp cho mình ra những cái video chất lượng hơn, những cái đội hình mà nó bá đạo hơn, giúp cho anh em leo rank. Anh em nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Còn nếu rảnh tay thì có thể ấn thêm quả chuông, mỗi khi mình ra video mới nhất anh em sẽ là người đầu tiên nhận thông báo. Cũng như là anh em nào mà có ý tưởng gì hay bá đạo thì hãy mạnh dạn comment nhá, mình sẽ cố gắng thực hiện hết những cái ý tưởng của anh em. Mình sẽ có ưu tiên đối với những ý tưởng nào nó hay, nó bá đạo trước. Với cả mình có một tạo một cái nhóm ở trên Facebook á, anh nào chưa tham gia thì nhớ tham gia vào chung vui với mình nhá. Trong cái nhóm đấy thì anh em mình chia sẻ về những khoảnh khắc chơi game, những cái đội hình mà hot meta, những đội hình biến thái. Ok chưa? Link nhóm và link Facebook của mình thì mình sẽ ghi comment ngay bên dưới. Rất mong được anh em ủng hộ. Uầy, bán Zone thì lại ra Zone. Bloom cũng chỉ còn một con nữa thôi, cho nên mình sẽ cố gắng nuôi lên 3 luôn đi. Ai đây? Đó chính là Zil. Zil 2002. Hóa ra là đội hình phun rồng. Cái đội hình của chúng ta nó hơi bị kiểu gò bó, tại vì không xếp được, đổi vị trí được. Kiểu như là bắt buộc phải đứng nguyên một chỗ ấy. Broom cắn game phết nhờ, Broom ơi, chiến đấy nhỏ. Và như đúng rồi. Ok, 10 điểm cho Broom. 59. Saron nãy giờ mà không ra được thằng Olaf Jamber nào nhờ. Olaf ơi. Diana. Thực chất thì lên Diana 3 cũng được, nhưng mà hồi nãy mình cũng đã bán một vài con, tại vì chưa chắc là mình đã chơi được 6 đồ long ấy, nhưng bây giờ thì khả năng cao cũng sẽ chắc rồi. Nghe Diana này không, như là không di chuyển được. Mình xếp đi bắt ghê á. Khó vãi. Bạn này sắp từng từng 3 à. Trời ơi, từng từng đâu. Giờ á, G-Ray với chúng tôi. Anh em xem này. Chuột. Chuột này. Sổi chuột cho ai trẻ. Vậy làm đôi. Quá mạnh. Quá nguy hiểm. Ngại gì mà không chơi nữa. Anh em nên chơi cái con Olaf này khi nào mà có những trang bị chuẩn trước. Cái Olaf này mình sẽ lắp cho nó những cái trang bị full dam luôn à. Đủ chất luôn đấy. Chúng ta không có ấn chiến binh, cũng không có ấn đồ long rồi. Mà đồ long cũng không có những cột mốc 8, cho nên là cũng không lấy thêm gì nữa. Mình sẽ lấy một cái chiếu máy đi. Đây, chiếu máy. Mấy cái chiếu máy này thì chắc là phải lắp cho thằng Wukong này thôi. Chứ hầu hết những cái vị tướng của chúng ta nó toàn là đồ long hết rồi. Broom 3. Do này chỉ có Ngộ Không là không phải là đồ long thôi. Trận này mình sẽ có khả năng gặp Bùi Huyền. Nhưng mà chỉ có một số ích duy nhất thôi à? Và chắc chắn là sẽ gặp rồi. Đương nhiên là mình sẽ tặng một cái món quà bí mật rồi. Đây là một quà bí mật này anh em nhá. Đây. Nó chính là một cái máy chiếu. Mình chỉ gặp bản sao thôi. Trong khi đấy thì Bùi Huyền lại gặp bản chính của Barcelona. Uầy, mấy cái thằng 3 sao này anh em xem kìa. Thậm chí mình không có giết khổng lồ hay là gì hết nhá. Vã cho 3 phát chết hết. Còn rồng ấy, anh em mình giống kiểu như là đi băm thịt ấy anh em ạ. Anh em hiểu cảm giác băm thịt không? Đấy. Xay ra đồ chiến phết. Có vẻ như Bùi Huyền đang có tương đối nhiều vàng từ cái Real Raven hack rất là nhiều. Đây. Bây giờ là cũng auto gặp à? Nãy gặp bản sao, bây giờ khả năng cũng là gặp bản chính à? Olaf 3D. Som Zone. Yasuo.
Oh my god. Đây đi. Đây. Mấy chiều sau. Đổ vị trí rất nhanh rồi. Anh em mình bị chap rồi. Bị chap rồi. Trời ơi. Ôi trời. Mạnh quá. Bây giờ không phải chiếu được chiều nhưng mà vẫn win. Xây ra của Bùi Huyền giờ quá yếu rồi. À, tưởng tưởng này nhìn cũng kinh này. Bọc rất là nhiều giáp nha anh em nhá. Anh xem bọc giáp này. Thấy chưa? Nhưng mà cũng thường thôi, cho xin cái hẹn luôn đi. Đến là đón. Còn duy nhất một con đô lam nữa thôi. Mong là sẽ ra sớm hơn một chút. Chúng ta có một găng bảo thạch. Đương nhiên găng bảo thạch này thì nó chỉ phù hợp cho con Dyna nhất. Và cũng chỉ còn hai con Dyna nữa thôi là chúng ta cũng sẽ có được Dyna 3. Anh em nếu như mà có được cái lõi cắm trại này thì mình nghĩ là anh em biết chơi bài gì rồi đấy. Thử dựng thưởng ngay đi nhá. Quizana. Bây giờ thì mình nghĩ là chúng ta nên úp cấp thôi. Vậy là cố gắng Ron tìm nốt con Dyna 3. Lilia cũng lên cũng được. Đây cho Dyna đi. Anh em xem này, anh em để ý cho mình là cái hiệu ứng của ấy nó sẽ có được những cái ô xung quanh ở dưới đất của nó anh em ạ. Đã tích được thêm 40 sát thương đấy rồi. Trời ơi cái máy chiếu này đúng chí mạng luôn. Ao xin pháp sư à, sợ thế nhờ. Sợ ao xin pháp sư thế nhờ. Ôi dồi ôi. Rồi xong rồi Dyna bay vào vị trí hiểm hóc rồi. Ao xin pháp sư bay màu trong 0,1 giây. 0,1 giây thì hơi quá. Chắc tầm 2-3 giây gì đấy. Cũng tầm đấy thôi. Ba ngội Gray. Trong cái đấy thì Bùi Huyền đã bị bản sao của pháp sư đấm cho vê mồm luôn. Khó cho Bùi Huyền rồi. Coi nào. Tại vì chỉ còn hai con Dyna nữa thôi thì mình sẽ cố gắng roll nốt. Bài này thì mình nghĩ là cấp 8 là cũng cấp độ lý tưởng rồi. Cho này vào đây thì cũng không được thêm cái gì. Cấp độ lý tưởng, Dilia 3, Quizana 2. Mà nãy giờ cũng không ra thêm thằng Pantheon 2 nhỉ. Game giờ này nó bị làm sao ấy. Ok, coi nào, độ hình nhiều rồng ấy nhỉ. Sổi sợ thế. Sợ thế nhỉ, sợ thế nhỉ. Uầy, cái gì mà chắc tầm khoảng có bát, chắc tầm 5 giây à? 5 giây bay xong có bát luôn. Rồi xong rồi, từ Alcine lại xoay sang Aurelion Zone. Nhưng mà Aurelion Zone kết hợp với Thượng Long thì đúng là nhức nách. Được. Pantheon 2 đây rồi. Có Pantheon 2, Pantheon 2 là ngon này. Còn Dyna roll note xem nào. Nhanh cái tay lên, anh em lên 3 sao cả lũ hết rồi. Ra xua thì lên cũng được, mà không lên cũng không sao. Trận này thì mình sẽ gặp bạn Bossena này. Như mình đã nói rồi, chỉ có ra xua là được thay đổi vị trí thôi. Còn những cái vị tướng còn lại thì không. À không, thêm con Quizana nữa. Con tương tưởng này nó cũng khó chịu này anh em này. Thế mấy ông kia gặp tương tưởng vất vả lắm nhở. Mà mình kiểu nhưng kiểu gì ấy, nhưng kiểu sức mạnh ở đâu ra ấy nhở. Sức mạnh này rất là kỳ quặc. Savannah 2 rồi. Nhưng mà vẫn thua bởi con Soul này á. Soul này biến thái quá vậy à. Coi nào. Chúng ta có thêm một cái ấn bính chiên.
Ấn bính chuyên này thì ở trên người con Soraka 5 tiền thì đúng kiểu sinh ra dành cho mình rồi. Hay là nó chưa phải ở người Yasuo đấy. Yasuo mệt nữa. Ấn bính chuyên này thì chắc là mình sẽ lắp cho con nào đi nhở? Daina thì không lắp được rồi. Sẽ lắp cho con Braum đi. Cho thành Braum thành hay là đây, Braum thành chiến binh đi. Thường cho nó. Và chúng ta còn thiếu một cái con chiến binh cuối cùng, đó chính là con Ngộ Không. Hồi nãy mình cũng đã bàn nó đi rồi. Trận này mình sẽ gặp Ken Shizumi. Và đương nhiên tôi sẽ không để cho người anh em này lộng hành được. Hình như mình có một pha xử lý hơi sai một chút. Quên mất là Daina của mình nó là Đồ Long, bây giờ là di chuyển nó đi rồi. Hắn hại rồi. Ôi mày quá, lắc nó chói kinh nhở. Lắc của bạn này nhìn cũng đồ kiểu chất chơi quá. Vậy là cuộc chơi chỉ còn lại hai người mà thôi, Bob Senna và mình. 40 tiền. Yasuo 2 sao level 8. Một cú đôn khá là may mắn. Đây rồi, Wukong. Đội hình mắc binh cho anh em, quá mắc binh luôn. Giờ thì đại lẽ vị trí này chúng ta cũng không được tích thêm anh em ạ. Nó khó chịu ở cái chỗ đấy. Khó chịu ở chỗ cái chỗ đấy đi anh em ạ. Thôi để Daina ở vị trí này đi. Coi nào. Aisha bạn này có bát à? Úi dồi ôi, vẫn mạnh quá. Mình vẫn rất là khỏe anh em ạ. 41.441 sát thương. Chúng ta có một dây chuyền Solari. Coi nào. Solari này mình nghĩ là cho Braum hay là Lilia đều được. Có thể tăng phần kịch tính chút nữa thì mình chắc là hút cái trang bị Đồ Long của thằng em Johnny sang cho thằng anh. À, thằng anh sang cho thằng em. Cái ấn Đồ Long cho Yasuo cho nó quẩy anh em ạ. Cũng chỉ còn hai con Daina nữa thôi. Cố lên nào. Nó lên luôn cái thằng Daina 3 đi xem nào. 68 tiền, thiếu 1 tiền úp cấp. Wow. Nếu thua round này thì mình sẽ úp, còn không thì thôi. Thôi thì chắc phải hy sinh thôi. Thôi hy sinh đời anh, củng cố đời thằng em. Xem mà nó quẩy chỗ nào. Đợi. Có thể mình sẽ lắp cho Yasuo hoặc là Wukong. Rồi, lắp cho con này đi. Nó là bọn này sẽ trụ thêm một round nữa để mình còn úp cấp. Nhưng mà Olaf có vẻ như nó không cho rồi. Tương tưởng đâu? What the fuck, tương tưởng đâu rồi ta? Thôi xong đi luôn rồi. Một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi video của mình. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới. Bye bye anh em.